nằm ở cửa ngõ phía Bắc của khu vực Đông Nam Bộ, khu vực kinh tế trọng điểm của phía Nam. Bình Phước là địa phương đóng vai trò kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên và các tỉnh thành Đông Nam Bộ. Phía Đông, giáp các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai. Phía Tây, giáp Vương quốc Campuchia và tỉnh Tây Ninh. Phía Nam, giáp tỉnh Bình Dương. Phía Bắc, giáp Vương quốc Campuchia và tỉnh Đắk Nông. Trên địa bàn tỉnh có hai tuyến quốc lộ chính là quốc lộ 13 và quốc lộ 14, rất thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa với vùng Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và Vương quốc Campuchia. Ngoài ra có đường DT741 với chiều rộng 6 làn xe, nối liền tỉnh Bình Phước đi Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Với vai trò trung tâm của vùng nên từ sân bay Tân Sơn Nhất hoặc cảng Cái Mép thì chỉ mất khoảng hơn 1 giờ di chuyển là đến các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh tại Chân Thành, Hớn Quản, Đồng Phú, Đồng Xoài. Dự kiến trong tương lai gần sẽ có tuyến đường cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Chân Thành, Bình Phước, cao tốc đến sân bay quốc tế Long Thành. Lúc ấy thì quá trình di chuyển ra các sân bay bến cảng sẽ còn được rút ngắn nhiều hơn. Đặc biệt trong những năm tới, trên địa bàn tỉnh còn có tuyến đường sắt xuyên Á đi từ thành phố Hồ Chí Minh qua huyện Trân Thành đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Do đó, sẽ rất thuận tiện cho việc giao thương hàng hóa từ Bình Phước đến thành phố Hồ Chí Minh, từ Bình Phước đi các tỉnh Tây Nguyên và đi các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, v.v. Bình Phước có 3 con sông lớn chảy qua, sông Đồng Nai, sông Sài Gòn và sông Bé. Ngoài ra còn có khoảng 150 hồ đập lớn, nhỏ, đủ nước phục vụ cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt. Về điện, do có hệ thống sông hồ phong phú, nên Bình Phước có thể tận dụng phát triển thủy điện đạt công suất 500 MW. Đặc biệt gần đây, dự án điện năng lượng mặt trời tại Bình Phước với công suất 800 MW đã được vận hành hòa vào hệ thống điện lưới quốc gia, nên điện năng của tỉnh hoàn toàn đảm bảo cung cấp ổn định cho phát triển công nghiệp và phục vụ đời sống. Bình Phước có khí hậu ôn hòa, ít bị ảnh hưởng bởi bão lụt. Quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp còn lớn, nên đất cứng nên thuận lợi trong việc xây nhà máy xí nghiệp. Giá thuê đất thấp hơn so với các tỉnh lân cận. Chính sách ưu đãi đầu tư thông thoáng là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến với Bình Phước. Hiện nay, tất cả thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Bình Phước có dân số đông khoảng 1 triệu người. Số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng gần 60% dân số. Đây được xem là thời kỳ dân số vàng của tỉnh. Con người Bình Phước rất năng động, yêu lao động, mặt bằng dân trí cao. Bình Phước sẵn sàng đáp ứng tốt nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư. Chính điều kiện tự nhiên ưu đãi, con người hài hòa và một tiềm năng phát triển công nghiệp được tạo dựng nên nhiều nhà đầu tư khi đặt chân đến Bình Phước cảm thấy rất hài lòng về môi trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất tại vùng đất này. Tôi nghĩ với cự ly gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển, sân bay lại có cơ chế ưu đãi đầu tư tốt, thì Bình Phước là nơi mà doanh nghiệp chúng tôi đã chọn để đầu tư. Thực tế qua nhiều năm ở đây, mọi thứ đều rất thuận lợi. Chúng tôi thấy tỉnh Bình Phước là một trong số những địa phương tiềm năng để phát triển kinh tế, phát triển ngành công nghiệp tại Việt Nam, sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu. Chúng tôi cần sự thuận tiện trong đi lại và việc vận chuyển ở Bình Phước cũng không quá xa. Đối với quy trình xuất nhập khẩu của các đơn hàng sản xuất cũng thuận lợi. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư đến Bình Phước phát triển sản xuất công nghiệp, hiện trên địa bàn tỉnh đã có 15 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 6.000 hectare. Trong đó có 12 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút được khoảng 400 dự án thứ cấp. Tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 17.000 tỷ đồng và hơn 2.800 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt trên 40%. Bên cạnh đó, Bình Phước cũng đang dành quỹ đất hàng chục ngàn hecta để mở rộng, thành lập mới thêm các khu công nghiệp nhằm mời gọi các nhà đầu tư đến với tỉnh. Bình Phước cũng đang khuyến khích nhà đầu tư quan tâm đến các lĩnh vực như sản xuất, chế tạo linh kiện điện tử, công nghệ mới, sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và chế biến nông sản. Trong thời gian tới thì ngoài cái việc cải cách hành chính thì sẽ hỗ trợ những cái thủ tục nhanh nhất, pháp lý tốt nhất để thực hiện cái tuyến cao tốc Đắk Nông Chân Thành và Chân Thành Hồ Chí Minh.
Thì hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản đồng ý về thủ tục rồi, thì ban cũng đã hỗ trợ tỉnh cũng như là cùng thực hiện cái việc mà đầu tư cái tuyến cao tốc này. Đặc biệt là cũng ngoài cái chính những cái chính sách mà thu hút đầu tư theo cái nghị quyết 01 mà Hội đồng nhân tỉnh cũng đã thông qua cái thời gian vừa qua đó, thì ban cũng sẽ thường xuyên thực hiện đẩy mạnh cái công tác quy hoạch các khu công nghiệp. Thì hiện nay là đất đai cũng đang rất là hạn chế rồi, sẽ mở rộng các khu công nghiệp, quy hoạch mới các khu công nghiệp và hoàn thiện những cái cơ chế chính sách mà tốt nhất. Bên cạnh hạ tầng được quan tâm hoàn thiện, tỉnh luôn có chính sách ưu đãi đặc biệt cho các nhà đầu tư. Cụ thể đó là thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đối với khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư. Thuế suất ưu đãi 17% trong thời gian 10 năm áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, bao gồm cho các khu công nghiệp. Cùng với đó, còn có các chế độ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hấp dẫn khác như miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, sản xuất thép cao cấp, sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm ngư, sản xuất thiết bị tưới tiêu, sản xuất tinh chế thức ăn gia súc gia cầm, thủy sản, phát triển ngành nghề truyền thống. Ngoài ra, tùy theo ngành nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn thực hiện dự án đầu tư mà nhà đầu tư còn được hưởng các ưu đãi về miễn giảm thuế theo quy định của cả nước. Trong bối cảnh hội nhập và có được nhiều chính sách hỗ trợ từ tỉnh Bình Phước, nếu doanh nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ mới, cân đối hài hòa giữa xuất và nhập khẩu, thì khả năng phát triển bền vững khi đầu tư tại Bình Phước sẽ tăng đáng kể. Và điều quan trọng nhất là công cuộc cải cách thủ tục hành chính nói chung, thủ tục đầu tư nói riêng đang được Bình Phước quyết liệt thực hiện thông qua cơ chế một cửa. Tất cả mọi thủ tục khi doanh nghiệp có nhu cầu chỉ cần đến Trung tâm Dịch vụ Hành chính công của tỉnh sẽ được đội ngũ ở đây tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và giải quyết một cách nhanh nhất. Không dừng lại ở đó, Bình Phước đang thể hiện khát vọng tiến tới một chính quyền số để phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất. Chúng tôi cam kết sẽ luôn sát cánh và đồng hành cùng các nhà đầu tư, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của doanh nghiệp. Với cam kết là luôn lắng nghe, đồng hành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh Bình Phước, thì đây chính là một điểm cộng nữa mà các nhà đầu tư lựa chọn Bình Phước để gắn bó. Công ty CP mình đầu tư tại Bình Phước là do là thấy cơ hội rất lớn về cái cách đầy đủ của nhất là và tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, tất cả ngành liên quan tới về cái việc lớp ủng hộ mình để đầu tư tại đây. Tại vì là dự án này là dự án là xuất khẩu lớn nhất của mình. Tại hồi xưa thì mình đã đầu tư feed farm là rất nhiều rồi, mình chế biến thực phẩm để xuất khẩu, thì mình thấy Bình Phước là rất có cơ hội và rất đầy đủ. Với các khu phức hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị hiện đại được hình thành, Bình Phước đang là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong hành trình bứt phá, gặt hái thành công. Tôi cho rằng Bình Phước là mảnh đất lành cho các nhà đầu tư như chúng tôi. Tôi tin việc đầu tư dự án tại Bình Phước sẽ thành công. Tôi tin việc đầu tư dự án tại Bình Phước sẽ thành công.